một người tử vong vì tháo đầu đạn. Chiều ngày 28 tháng 8, một người tại xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã tử vong trong khi tháo đầu đạn. Cụ thể, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 28 tháng 8, ông L.M. sinh năm 1966, ở thôn 2, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, Gia Lai tháo đầu đạn ở phía sau quán cà phê của gia đình. Tuy nhiên, trong lúc tháo, quả đạn phát nổ, khiến ông M. tử vong tại chỗ. Theo người dân địa phương, trước đây, ông M. thường xuyên thu mua vật liệu nổ, tháo lấy phế liệu chính quyền địa phương đã nhắc nhở và thu giữ vật liệu nổ tại hiện trường còn có máy cưa sắt nhiều vỏ đạn thi thể nạn nhân biến dạng ngay sau vụ nổ nhận được tin báo của người dân công an thành phố pleiku đã phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé